Chào các bạn, hôm nay Lưu Bình sẽ gửi đến các bạn một số bài tập ở giai đoạn tháng 5. Giai đoạn tháng 5 này độ nó sẽ được tăng dần. Vì vậy rất mong các bạn sẽ tập đúng trình tự của các bài tập. Đó. Lưu Bình chúc các bạn sẽ có một buổi tập thật là